Cách giảm mỡ máu tại nhà không cần dùng thuốc. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Dược sĩ Đạt, tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hôm nay Dược sĩ Đạt sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn cách để chúng ta có thể giảm mỡ máu tại nhà mà không cần dùng thuốc. Đặc biệt là cách cuối cùng thì vô cùng dễ thực hiện nhưng mà có thể là chưa ai nói với quý vị và các bạn. Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng mỡ máu trong cơ thể chúng ta không phải lúc nào cũng xấu, mà nó là một cái thành phần cần thiết cho cơ thể chúng ta, góp phần cấu tạo nên tế bào, tổng hợp nên các hormone cũng như là góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động và giúp bảo vệ hệ thần kinh của chúng ta. Vì vậy hàng ngày chúng ta phải bổ sung một cái lượng lipid là một chuyện rất là cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cần lựa chọn cái loại mỡ tốt cho sức khỏe để nó có thể là giúp cho sức khỏe tim mạch chúng ta tốt hơn, tránh những cái bệnh lý liên quan đến xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ giảm 7% tổng lượng calo của chất béo bão hòa trong bữa ăn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được 8 đến 10% lượng cholesterol nạp vào cơ thể. Những cái loại thức ăn mà chứa nhiều chất béo bão hòa đó chính là thịt mỡ động vật, nhất là các loại thịt đỏ, các đồ ăn chế biến sẵn, các đồ ăn đóng gói là những thực phẩm mà nó có thể chứa nhiều chất béo bão hòa. Thì đó là cái cách đầu tiên để chúng ta có thể giảm mỡ máu là giảm chất béo bão hòa. Cái thứ hai là chúng ta sẽ giảm lượng cholesterol ăn vào trong bữa ăn hàng ngày. Thì nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta là khoảng 200 mg cholesterol một ngày, và chỉ cần là chúng ta ăn dưới mức 200 mg cholesterol một ngày thì nó đã giúp cho chúng ta giảm từ 3 đến 5% chỉ số LDL cholesterol, hay còn gọi là chỉ số mỡ máu xấu. Thì có nhiều thực phẩm nó chứa nhiều cholesterol, điển hình nhất là ốc lợn, ốc bò. Trong 100 g ốc bò thì nó chứa khoảng là 3 g cholesterol, tức là nó gấp khoảng 12 đến 13 lần cái lượng cholesterol nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Còn trong 100 g ốc lợn thì nó chứa khoảng 2,2 g cholesterol, thì nó cũng gấp hơn 10 lần cái lượng cho phép. Vì vậy, đối với ốc lợn, ốc bò thì chúng ta nên tuyệt đối chúng ta kiêng ăn. Thực phẩm tiếp theo nhiều cholesterol nữa là các loại nội tạng động vật. Trong tôm, trong mực cũng chứa nhiều cholesterol. Trong 100 g mực thì nó chứa khoảng là 250 mg cholesterol. Cho nên nếu chúng ta chỉ cần ăn một con mực lớn hoặc là hai con mực nhỏ mỗi ngày thì đã đủ cái lượng cholesterol cho nhu cầu hàng ngày. Thực phẩm giàu cholesterol nữa là trong lòng đỏ trứng gà. Thì trong lòng đỏ trứng gà chứa khoảng 180 mg cholesterol. Vì vậy nếu chúng ta đang có tình trạng mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol cao, thì chúng ta ăn không quá 3 quả trứng gà một tuần. Còn nếu chúng ta đang có chỉ số mỡ máu bình thường thì chúng ta có thể ăn một quả trứng mỗi ngày thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Thì đó là cái cách thứ hai để giúp cho chúng ta có thể là giảm cái chỉ số mỡ máu của chúng ta. Cái thứ ba để giúp cho chúng ta có thể giảm mỡ máu tại nhà là chúng ta hãy giảm cân. Chúng ta chỉ cần giảm 5% trọng lượng của chúng ta thì sẽ giúp giảm 5 đến 8% chỉ số mỡ máu xấu của chúng ta. Ví dụ như một người nặng khoảng 80 kg và giảm đi 5%, tức là khoảng 4 kg, thì nó đã giúp cho chúng ta giảm được cái chỉ số mỡ máu xấu từ 5 đến 8%. 5 đến 8% không phải là con số nhỏ đâu các anh chị. Nó là một con số cũng khá là lớn đấy. Điều thứ tư là chúng ta hãy tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, là một cái cách hiệu quả để giúp cho chúng ta giảm chỉ số mỡ máu. Khi chúng ta tập thể dục thì cơ thể chúng ta sẽ tiêu thụ năng lượng, giúp giảm mỡ nội tạng, đốt cháy chất béo xấu để tạo ra năng lượng, giúp giảm đề kháng insulin. Mà đề kháng insulin là một trong những nguyên nhân dẫn đến chúng ta mắc bệnh lý tiểu đường. Vì vậy chúng ta hãy tập thể dục 30 phút mỗi ngày nhé. Cái thứ năm đó là chúng ta hãy bổ sung chất xơ hòa tan. Người ta thống kê được rằng nếu chúng ta ăn từ 5 đến 10 mg chất xơ hòa tan mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được từ 3 đến 5% lượng mỡ máu xấu trong cơ thể. Nguyên nhân là chất xơ hòa tan sẽ giúp hòa tan những cái cholesterol, những chất béo dư thừa có trong thức ăn của chúng ta, giúp giảm hấp thu lượng chất béo vào cơ thể, từ đó giúp cho chúng ta giảm chỉ số mỡ máu xấu. Một số loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ hòa tan, ví dụ như là điển hình nhất là các loại trái cây có múi như là bưởi, cam, quýt, ở trong ổi cũng có rất là nhiều chất xơ hòa tan. Ngoài ra thì các loại rau có màu xanh đậm là một cái nguồn cung cấp cực kỳ nhiều chất xơ hòa tan tốt cho sức khỏe. Thì đó là cái cách thứ năm để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát chỉ số mỡ máu tại nhà. Cách thứ sáu là chúng ta sẽ bổ sung các loại stenon và stanon thực vật. Nếu mà chúng ta bổ sung khoảng 2 g stanon hoặc stenon thực vật mỗi ngày thì nó giúp cho chúng ta có thể giảm được từ 5 đến 15% lượng mỡ máu xấu trong cơ thể chúng ta, một con số cực kỳ ấn tượng. Và stanon thực vật thì có nhiều trong chất ám gạo, vì vậy chúng ta nên thường xuyên ăn gạo lứt. Thì gạo lứt là một cái thực phẩm rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể giảm cân, bên cạnh đó thì nó cũng có tác dụng giúp cho chúng ta giảm được cái chỉ số mỡ máu xấu. Như vậy thì sẽ đã chia sẻ về 6 cách để chúng ta có thể giảm chỉ số mỡ máu xấu tại nhà, và nếu chúng ta áp dụng đầy đủ 6 cách thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được khoảng là 35% cái chỉ số mỡ máu xấu trong cơ thể chúng ta. Dược sĩ Đạt xin tổng hợp lại 6 cách để giúp cho cô và anh chị có thể nhớ rõ. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ giảm chất béo bão hòa. Thứ hai là giảm lượng cholesterol ăn vào trong bữa ăn. Thứ ba là chúng ta sẽ giảm cân. Thứ tư là tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thứ năm là bổ sung chất xơ hòa tan. Và thứ sáu là chúng ta sẽ bổ sung stanon hay là stenon thực vật. Hãy lưu lại video này để áp dụng và đừng quên đăng ký vào kênh của Dược sĩ Đạt để biết thêm kiến thức bổ ích cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.